tiếp theo ở bài 10, mình sẽ hướng dẫn các bạn nhập nick mới, nhập proxy và nhập username. Thì đầu tiên các bạn cần chuẩn bị cho mình đó là file nick này, proxy và username. Thì file nick thì nếu mà các bạn nuôi bên nick với số lượng lớn thì các bạn nên mua nick. Mình thì bên mình không cung cấp nick, nhưng mà mình có thể mình cũng nuôi nick, và mình có thể giới thiệu cho các bạn một vài bên uy tín như là trọngclone.com. Thì ở đấy các bạn có thể vào lập tài khoản, nạp tiền và thanh toán ở trên đấy. Thì bên này cũng là một bên khá là uy tín mà mình thường sử dụng. Tiếp theo là Proxy. Proxy thì bên mình có cung cấp. Nếu như các bạn cần, các bạn có thể liên lạc vào hotline, mình sẽ cung cấp Proxy cho các bạn. Tiếp theo là username. Thì username các bạn có thể lấy ở trên Google Chrome. Các bạn có thể bật F12 lên. Đây mình hãy tắt đi, bật F12 lên. Các bạn vào đây, chọn More Tool, chọn Network Condition. Sau đó ở đây các bạn thấy phần username thì nó sẽ có một danh sách những username có ở trên đây thì các bạn có thể sử dụng. Thông thường theo lý thuyết thì khi mà các bạn nhập username thì sẽ khiến cho cái việc các bạn nuôi nick sẽ tốt hơn, nick của các bạn sẽ trâu hơn. Nhưng theo thực tế khi mà mình trải nghiệm mình nuôi nick và mình thấy là nhập username hay không nhập username thì nó vẫn như vậy, không ảnh hưởng nhiều. Nên là tùy các bạn có thể chọn nhập username hoặc là không. Thì đầu tiên bước 1, khi mà các bạn đã có đủ file nick, proxy và username rồi, thì bước 1 các bạn hãy tạo thành một folder mới. Ở đây các bạn hãy tạo thành một folder mới ở đây, các bạn đặt tên folder cho nó, ví dụ như là spam ngày 12 tháng 12, còn thêm như vậy bạn đã thêm một folder spam ngày 12 tháng 12 thành công. Tiếp theo là bạn sẽ nhập tài khoản vào đây. Đây các bạn có thể nút nhập tài khoản. Thì ở đây mình có chuẩn bị một danh sách tài khoản. Đây, bạn copy vào. Sau đó các bạn dán vào đây. Thì ở đây đi, đó chính là đây là UID này, đây là pass này. Và đây là mã 2FA. Khi mà các bạn muốn nick, nếu như nó không phải định dạng như thế này, ở đây các bạn có thể chọn other và chọn theo định dạng của tài khoản mà các bạn nhập vào. Về nhận cách nhận biết và định dạng của mỗi kiểu, ví dụ như là làm sao để nhận biết UID và pass token hay là email thì mình có nói ở video trước rồi, các bạn có thể xem lại. Còn ở đây nó chỉ là UID, pass và mã 23. Sau đó các bạn thêm vào. Như vậy các bạn đã thêm tài khoản thành công. Ở đây khi các bạn thêm tài khoản thành công, các bạn có thể đóng lại ra để xem. Như vậy là mình đã thêm 10 tài khoản thành công. Tiếp theo là sẽ là nhập proxy. Thì ở đây mình cũng chuẩn bị 4 proxy tĩnh để nhập cho 10 tài khoản. Thì mỗi tài khoản mình sẽ nhập cho nó 2 proxy. Ở đây các bạn có thể chọn tất cả cho mình này. Bôi đen lại, chọn tất cả. Sau đó nhập vào proxy. Cách nhập proxy có thể, ở đây mình có 4 proxy đúng không? Ở đây mình copy à. Sau đó mình xuống dòng, mình copy tiếp tục. Như vậy là đã có 8 proxy. Tiếp theo mình copy một lần nữa. Như vậy là mình đã nhập vào 12 proxy. Mình xóa bớt 2 proxy. Nếu như mình nhập như thế này thì backend nó sẽ tự động thêm lần lượt mỗi proxy này vào 10 tài khoản của mình. Thì như vậy nó sẽ tránh trường hợp khi mà các bạn chạy 4 tài khoản một thì mỗi tài khoản nó sẽ chạy một địa chỉ IP riêng biệt. Như vậy thì tỷ lệ checkpoint của nó sẽ thấp hơn. Hơn là cái việc bạn để 4 proxy như thế này, bạn nhập vào 4 proxy và bạn để cho nó tự nhập vào 10 nick. Thì có thể xảy ra trường hợp đó chính là 2 proxy bên cạnh nhau và giống nhau chạy cùng một thời điểm. Như vậy thì dễ gây ra tình trạng bị checkpoint Facebook hoặc web. Để bạn xác nhận, sau khi bạn đã nhập 10 proxy, bạn nhấn vào xác nhận. Các bạn có thể thấy là danh sách đã nhập 10 tài khoản, anh đã nhập 10 proxy thành công. Về username thì như mình cũng đã nói lúc nãy, đấy là trong quá trình mình trải nghiệm và mình nuôi nick thì mình thấy là mình nhập username hay là mình không nhập username thì nick vẫn bị checkpoint như bình thường. Ở đây mình sẽ nói qua về nó thôi, các bạn có thể tùy các bạn nhé. Ở đây các bạn có thể lấy phần username ở đây, copy vào. Sau các bạn nhập username ở đây, mình thêm vào một tài khoản thôi để ví dụ cho các bạn. Nó tương tự phần proxy, bạn có thể nhập lần lượt hoặc là bạn nhập ngẫu nhiên.
những cái mà bạn nhập vào. Như vậy các bạn thấy là tài khoản đầu tiên mình đã thêm user gần thành công. Còn một cái lưu ý nữa là khi mà nhập tài khoản, với khi mà các bạn muốn nhập nhiều tài khoản cùng một lúc thì các bạn nên xuống dòng, chứ các bạn có thể không biết thêm một dòng cho mình. Nếu mà các bạn nhiều tài khoản mà các bạn nhập trên một dòng thì Make nó sẽ không hiểu và nó sẽ gây ra lỗi. Thì trên đây là những kiến thức mà mình muốn chia sẻ với các bạn về nhập nick mới, nhập proxy và nhập user gần. Mong là những kiến thức mà mình chia sẻ có thể giúp ích cho các bạn trong quá trình các bạn sử dụng phần mềm. Hẹn gặp lại các bạn vào trong những video tiếp theo. Chào các bạn.